Có phải nó bị bệnh rồi không? Bình thường thấy bánh pudding là nó mừng như điên, giờ nhìn như đang thức tình vậy. Dạo này bé bé mất kiểm soát, sủa sùm, còn làm bể chai nước thần của em nữa. Chắc bị trầm cảm rồi. Còn cắn hư tay cầm điện tử của con nữa. Có phải con tự làm hư không? Nếu không phải nó làm á thì là gì đó dì Tư? Con hội đổ hả? Dì rảnh đâu mà chơi game. Mọi người yên lặng một chút đi, tôi cần tập trung tinh thần nói chuyện với bé bé. Con tiếp tục đi. Người giao tiếp với động vật là vậy hả? Giống nhập hồn vậy. Em đâu biết. Em thấy trên mạng người ta khen nên thử xem thế nào. Hả? Không phải chứ. Sao ghê vậy? Bé bé sao vậy? Bé bé nói mấy cái pudding bị anh trai ăn qua rồi nên mới không ăn. Cái gì vậy? Không phải con đâu. Nó còn nói tất cả đồ vật trong nhà đều là do anh trai đó làm bể, không liên quan tới nó. Sao mọi người lại nhìn con? Đâu có liên quan gì tới con. Chó không biết nói dối đâu. Kim Thành An, nhất định là con. Con làm hư đồ còn đổ thừa bé bé. Con mới chính là người bị đổ thừa đi nè. Bé bé, qua đây. Mày mau nói đi bé bé. Sao mày lại đổ oan cho tao như vậy hả? Chó không biết đổ oan cho người đâu, trừ khi trong nhà này còn có một anh trai khác là Tần bác sĩ. Hả? Ảnh thật thà đáng tin. Ảnh làm hư đồ của con không đền cho con gấp đôi mới lạ đó. Bình thường bác sĩ tốt với con như vậy, con đúng là không có lương tâm. Thật tình không có liên quan tới con mà. Bé bé mày nói đi, đừng có đổ oan cho tao như vậy nữa. Lời nói của Bibi tôi đã truyền đạt hết rồi. Tôi đưa cô ra. Cảm ơn. Bye bye, bye bye. Kim Thành An, con học người ta nói dối, con đền lại chai nước thần cho gì đi. Ê, nếu như không phải là bé bé nói dối thì nhất định là cái người giao tiếp động vật đó nói bậy rồi. Em gái, gửi một tin nhắn cho chị hai, nói cho chị biết thằng An bây giờ thay đổi rồi. Dì ba ơi đừng mà, không có liên quan tới con mà. Đi đâu hết rồi? Ông ngoại, ông về đúng lúc hết rồi, ba không phải giúp con đó. Mấy đứa đủ bạc hết thì tốt, xuống lầu dọn đồ giùm ba đi. Hả? Dọn gì vậy? Bà dọn hết đồ của chú ba ở mini CC về, đang ở dưới lầu đó. Hả? Chú dọn về sớm vậy à? Không nhanh đâu, nó nói 2-3 ngày nữa mới về, không thì tới chừng trở về muốn thay cái áo cũng không có thì không có tốt. Những ngày bình yên của con kết thúc sớm quá vậy. Cậu nói cái gì vậy? Ba, người ta vừa mới không được lên chức, cảm thấy bản thân là số 0, tính xin nghỉ mấy ngày phép ở nhà nghỉ ngơi khôi phục lại tâm trạng. Ba muốn người ta vừa dọn vừa khiêng rồi sao? Chị nghỉ phép cũng là sợ đi làm bị người ta cười thôi. Đừng có nói bậy như cái áo đỏ. Bé ba, đừng có nói bậy nha, thay đồ, mang giày đi. Nặng quá vậy. Cái gì đây? Nếu trong này là sách thì phải chia ra dọn. Cô thử đi. Đúng là sách đó nha. Wow, thì ra chú ba từng chụp ảnh bìa tạp chí điện ảnh. Là đồ cao cấp đó. Nè, tôi còn có gì không? Wow. Ý, con không chê mấy thứ này đâu nha. Lấy đi, con có ngại của tấm hình đi. Cô gái trong tấm hình chắc giờ này cũng thành bà già luôn rồi đó. Lấy đi, lấy đi. Còn phẫu thuật thất bại nữa con coi. Trời. Trừ ta. Bé này đi ghê quá. Thì ra chú ba từng lấy giải này. Cái này là giải thưởng chụp hình tin tức quốc tế đó. Chà, giải này cũng có lịch sử nha. Chú của mấy cô từng là phóng viên hả? Có bao giờ là mấy cuộc thi chụp hình ao làng hay không? Tức là kiếm đại một người mẫu chụp hình rồi chỉnh sửa đã đời luôn. Chắc là không đâu. Giải này ngang ngửa giải thưởng Pulitzer đó. Thì ra chú ba giỏi như vậy. Không biết còn tấm hình lúc đoạt giải không? Tìm thử coi. Nè, mấy đứa đang làm cái gì vậy? Kêu mấy đứa chọn đồ hay là lục đồ đây? Đừng có làm lộn xộn đồ của chú tụi con chứ. Hả? Ông ngoại ơi. Hả? Phòng của con thật sự rất là chật lắm. Ông biết nên ông đã nghĩ rồi. Hai người đàn ông ngủ chung thì sẽ không có tiện cho lắm đâu. Ông tính là dọn dẹp lại cái kho ở trên sân thượng cho ông chú của con lên trên đó ở đó. Con nghe sau tin này chắc chắn là có tinh thần dọn dẹp phụ rồi đúng không? Dạ có. Tốt lắm. Nhà kho đó người làm sao mà ở được chứ? Ê, bao được luôn. Phòng vừa lớn vừa rộng, rảnh còn có thể ngồi ngắm sao được nữa. Dọn dẹp một chút là thành căn gác lửng rồi. Được rồi, vậy con cố gắng dọn dẹp cho nó sạch sẽ, gọn gàng ha. Dạ được ông ngoại. Con biết là ông ngoại là người hiểu con nhất mà. Thôi được rồi, không cần định đâu. Mấy đứa con giúp một tay dọn dẹp giùm ha. Tụi con cùng nhau. Tức là em với chị cũng có phần. Lâu quá không có lên, cái đèn cũng muốn hư luôn rồi. Nhớ thay cái khác nha. Nhiều chuyện làm lắm nha. Không nhảy. Cái gì vậy? Trời ơi, bự thiệt đó. Dễ thôi mà, có gì đâu mà phải sợ. Ba ơi, con nhớ hồi còn nhỏ ba nói ở trên sân thượng Có cái gì đó. Cái gì hả? Cái đó hả? Banh của em. Em đứng lên đó đi, quăng trái banh cho chị nè. Ấy nè, bé Ba bé Tư, qua đây, qua đây, qua đây. Bà nói cho hai đứa nghe, nếu sau này không có người lớn á, không được lên đây chơi, có biết chưa? Sao vậy ba? Tại vì ở trong này có một con ma đó. Con ma? Đúng rồi, con ma đó xấu lắm đó nghe. Nó chuyên giả làm con nít, giống như tụi con vậy đó. Rồi quăng trái banh ra, dụ tụi con chơi với nó. Mượn cơ hội đó bắt tụi con liền đó, nghe chưa? Trời ơi, lúc đó hai đứa con còn nhỏ, bà sợ hai đứa lên trên này chơi rồi không cẩn thận té xuống dưới thì khổ lắm, cho nên mới kể chuyện ma để hù hai đứa thôi. Ai ngờ hai đứa lại còn nhớ dai như vậy. Không được, con không vô đó đâu ba. Thực tình là có chút ám ảnh tuổi thơ đó ba. Tụi con vô trong đó dọn dẹp thì biết thôi, có cái gì đâu chứ. Ma bắt người kìa. Cá áo đỏ xỉu rồi. Có sao không vậy? Có làm quá không vậy? Ba, con đưa con cá chết này xuống trước nha. Mọi người dọn trước đi ha. Thiệt là sớm biết vậy ông đâu có kể chuyện ma đó ra làm cái gì chứ. Ông ngoại ơi, vậy mình dọn đi. Con dọn trước đi. Ông xuống coi vị trí của con sao rồi. Ông ngoại. Ông. Hả? Không phải nói cùng dọn dẹp hay sao? Cũng may là hồi nãy trốn nhanh, không thì bưng bê dọn dẹp làm hư hết bộ móng của chị. Vừa thấy trái banh, khỏi nghĩ nhiều, xỉu đã rồi tính. Cũng may em khôn, chị cũng khôn, nhanh tay nhanh chân đỡ em xuống đây. Diễn xuất của chị cũng được lắm. Không có nghĩa khí, bỏ con lại một mình. Là con hứa với ông ngoại sẽ dọn dẹp nhà kho sân thượng mà hai dì không có hứa. Không phải hai dì bỏ rơi con, mà là con kéo hai dì vô trò này. Hai dì tự thoát thân thôi. Vậy là không thể cùng tiến cùng lùi được hay sao hả? Phải. Đừng ngồi lên giường của dì, ngồi hư hết bây giờ. Vậy cũng đâu thể nào để con tự mình dọn một mình như vậy. Nhưng mà chú ba về ngủ ở trên sân thượng, con không cần ngủ chung với chú, tiếp tục được ngủ một mình ở phòng mình, cho nên con là người được lợi nhiều nhất và duy nhất đó. Con làm hết một mình là hợp tình hợp lý thôi, trừ khi con sợ trên sân thượng một mình. Con sợ ma hả? Dì điên rồi hả? Con mà sợ ma sao? Lúc con coi phim ma một mình á, con không có chớp mắt luôn nữa. Lúc con đi dã ngoại, buổi tối tự đi vệ sinh luôn đó. Mau về đi mà. Làm gì mà lâu dữ vậy? Lúc chơi ngôi nhà ma, con không la một tiếng nào luôn. Con không sợ là được rồi. Cố lên nha. Hai người đúng là không có nhân tính, còn đáng sợ hơn con ma nữa. Nè, nhanh tay nhanh chân dọn dẹp sạch sẽ, thứ gì không dùng thì bỏ đi. Ông nghĩ ông chú của con 2 ngày nữa sẽ về. Ông đã đặt cái giường mới rồi, không là tới chừng đó có giường rồi mà không có chỗ để. Thôi ông đi trước nha. Ông ngoại hả? Ông đi hay sao? Không phải mình cùng làm sao? Con lớn chừng này rồi mà còn cần ông đi chung với con sao? Mau dọn dẹp đi. Không phải mà ông ngoại, ở lại một chút cũng được mà. Con lo mà dọn dẹp sạch sẽ đi. Ông ngoại. Nè, bé, nói rõ trước nha. Anh không có sợ. Anh chỉ muốn mày ở đây chơi với anh mà thôi, biết không? Mày có nghĩa khí nhất, anh biết mày sẽ không từ chối đâu, đúng không? Ngoan ngoãn ở đây đó. An à, con đâu rồi? Làm cái trò gì vậy không biết nữa. Trên lầu đồ đạc lung tung mà, còn hơn lúc chưa dọn nữa. Bé bé, sao tìm hoài không thấy nó vậy? Không chừng thằng quỷ đó đang dọn dẹp thấy buồn chán quá, dắt bé bé đi chơi thôi. Một chút nhẫn nại cũng không có. Nè, về rồi. Biết về nhà rồi sao? Bé bé à, nhìn kỹ coi thứ đó đang ở đâu vậy? Con sao rồi? Bị điên hả? Uống thuốc chưa? Con không có điên. Con gặp ma đó. Ăn nói bậy bạ, nhỏ nước miếng đó lại đi. Con nói thật đó ông ngoại à. Căn phòng trên sân thượng đó thật là kỳ lạ. Hồi nãy con đưa bé bé tới gặp người giao tiếp động vật. Bé bé chính miệng nói là nhìn thấy một anh trai ở trong căn phòng đó đó. Bây giờ tới đưa bé bé ra làm cái cớ. Nói cho cùng cũng là không muốn dọn phòng thôi chứ gì. Không phải gì đâu, con nói thật mà. À, trời ơi, cái bình hoa bị nhấc lên rồi kìa. Đâu có cái gì đâu An à. Nam tử Hán đại trượng phu, nói được thì làm cho được, chứ không phải kiếm cớ rồi rút lui như vậy. Con không có ông ngoại. Mọi người không chịu tin con, cũng phải tin bé bé chứ. Cháu không có biết nói dối đâu. Chắc chắn con thấy hai dì giả sợ ma, có thể không cần dọn phòng để học theo chứ gì. Mà không chịu nghĩ diễn xuất của con dở hơn dì Tư con nhiều. Cái gì? Mấy đứa tụi con, ba đứa tụi con lớn tới chừng này rồi, cứ đi làm chút chuyện thì từ chối này nọ, còn hợp tác với nhau để mà lừa gạt ba nữa hả? Nghe rõ nè, lập tức lên đó dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho ba đi. Ba! Ngay lập tức. Ông ngoại à, con không có đi đâu. Bây giờ lời ông ngoại nói mà con cũng không chịu nghe sao? Con xin lỗi ông ngoại. Bình thường con đều nghe lời của ông ngoại, nhưng mà lần này nếu như ông cứ ép con á, con phải đi đó. Được, ông có con đi đâu được. Cái thằng này, cái thằng quỷ. Hey, ba ơi, ba kệ nó đi. Nó đi lòng vòng rồi cũng tới nhà bạn của nó chu lăng lăng mà thôi, đúng không? Ba, nó thường giả bộ bỏ nhà ra đi, qua mấy ngày cũng quay về thôi. Ba đói không? Con nấu mì ba ăn nha. Ê, em có thấy chán không? Lần nào cũng nấu mì. Ba, mình ra ngoài ăn đi. Đừng có ở đó mà nịnh cho ba quên chuyện đó nghe chưa. Ý đồ tụi con ba biết hết trơn rồi. Tóm lại một câu, lập tức lên dọn phòng cho ba, lập tức đi liền. Dạ. Làm gì vậy? Mau dậy đi, phải thay ra giường rồi, mau lên. Sao anh tốt quá vậy? Mới ngủ một đêm á thì thay ra giường mới cho tôi rồi. Y như khách sạn vậy đó. Anh đó, bất thình lình mò lên đây, còn chưa tắm, chưa thay đồ, đã nằm lên giường của tôi rồi. Anh hai à, ngủ cũng phải giữ vệ sinh một chút chứ. Xin lỗi nha, tại tối qua tôi gấp quá. Anh để đó đi, lát tôi giặt lại cho anh. Không cần khách sáo, cửa bên kia kìa. Nè chu lăng lăng, anh thấy chết mà không thèm cứu hả? Chiều nay tôi có hẹn với Bonnie lên đây dạy các phim rồi. Đừng nói với tôi là anh muốn làm bóng đèn đó nha. Bạn nữ xinh đẹp của đội bơi Bonnie, anh hẹn được luôn rồi đó hả? Cho nên anh em tốt cũng không giúp được cho anh rồi. Nè, cùng lắm cho anh rửa mặt rồi mới đi được không? Ê, không phải đâu. Nhà của tôi có ma, tôi không có về đó được đâu. Tôi tìm ra cách giải quyết con ma trên sân thượng nhà anh rồi nè. Anh làm gì mà quay hoài vậy? Tháng sau câu lạc bộ điện ảnh có cuộc thi phim ngắn. Bây giờ tới Bắc Ma, tất nhiên phải quay phim lại. Biết đâu sau này cần thì sao? Sao cũng được. Nè. Cái gì? Ở trong đó đó. Ờ à, trời ơi, chưa gì đã thấy rồi hả? Cái thằng quỷ sứ Kim Thành An không có nghĩa khí gì hết. Tên Ngụy Quân Tử nhất Hồng Kông. Nè, đánh giá anh cao ghê nha. Nhất định là dì ba dì tư của tôi rồi. Hai người này vừa con nít vừa rảnh rỗi. Bình thường thì y như là chó với mèo, lúc ăn hiếp tôi thì đồng lòng tới như vậy. Bớt lời chút đi, con ma đó ở đâu? Lát nữa anh vô trong đó, cái đèn sẽ chớp tắt hoài, đừng có sợ đó. Được rồi người anh em. Nè anh hai à, khẩu cung của anh không giống thực tế chút nào hết. Tại sao lại vậy? Nhất định là ông ngoại đã sửa lại đèn rồi. Vì ba dì tư thì dọn dẹp sạch ở dưới này. Nè anh đưa ba lô cho tôi. Làm gì vậy? Nhanh lên đi, thiệt tình. Cái này là gì? Đây là máy đo linh hồn tối qua tôi mới mua về. Nè, chỉ cần xung quanh có sóng điện từ khác biệt mà thôi thì cái máy này sẽ có tín hiệu ngay. Tới chừng đó anh nhớ chụp lại cho tôi. Nè nè, có tín hiệu thật nè. Có tín hiệu thật. Ở đâu? Là điện thoại của tôi có tín hiệu, có tin nhắn nè. Nếu đã như vậy, chỉ còn cách truyền thống nhất thôi. Trí nhớ bây giờ của anh có thể không phải là thật. Có khi nào anh bị sợ hãi gì nên mới thấy ma không? Thôi miên có thể xâm nhập vào ý thức của anh, biết được ảo giác của anh tại sao lại xuất hiện. Nè, muốn qua hết mắt luôn rồi. Tôi không phải là gặp ảo giác đâu, tôi gặp ma thật đó. Ê, anh không tin thì thôi, cầm mấy thứ này đi về đi, cửa bên kia kìa. Nè ăn à. Cái gì vậy? Điên với anh cả ngày rồi. Mời tôi ăn ly mì nha. Tôi ăn xong về tìm Bonnie. Ở trong tủ đó. Anh tự mình lấy đi. Cảm ơn. Tôi xuống lầu mua đồ. Được rồi, bye bye. Ông là An à? Ông chú nè. Ông chú sao ông khác quá vậy ông chú? Ê, mấy người trên đó ai cũng tưởng ông là ăn mày hết đó. Khách sạn cũng không cho vào. Ông chỉ còn biết cạo sạch râu, cắt tóc, thay bộ đồ. Được không con? Được. Ông ngoại nói 2 ngày nữa ông mới về mà. Ê, thời tiết ở đó nắng mưa thất thường, làm cho công việc của ông bị hủy hết rồi. Thì ông về sớm một chút thôi. Đúng rồi, tụi con đã dọn căn phòng trên sân thượng cho ông rồi. Ông có thể ngủ ở trên đó đó. Tụi con cũng dọn hành lý cho ông xong xuôi hết rồi. An à, con thay đổi rồi, hiểu chuyện rồi. Con phải làm vậy mà. Trời, mùi gì kinh khủng như vậy? Ông đau bụng, vừa xì hơi. Vậy ông cứ tự nhiên đi nha. Được rồi. Đúng rồi ông chú à, con xuống dưới mua đồ. Nhưng bạn con ở trong phòng, ông cứ mặc kệ nó nha. Được rồi. Bye bye. Chào. Ai? Chú nói chuyện với con sao? Tất nhiên là nói chuyện với con. Chú thật sự thấy con hả? Tất nhiên là chú thấy con rồi. Ha, con chính là người lần trước cho chú mượn xe đẩy dởm đó. Thì ra con là bạn của thằng An. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người nhìn thấy con không phải là mã cô đơn nữa. Lần trước cái xe của con làm cho chú gặp đủ thứ rắc rối, ai cũng xua đuổi. Chú khuyên con lần sau mua cái tốt hơn mà chơi, đừng có mua đồ giả, sẽ nổ đó con à. Con xin lỗi, con xin lỗi. Lần này thì thôi đi. Thật ra chú thì không sao hết, nhưng mà con làm cho cả gia đình anh hai chú. Chú là ông chú của thằng An. Tức là chú ba ở dơ của cáo đỏ và thuốc sát trùng. Hả? Tụi nó giới thiệu chú như vậy sao? Thôi kệ đi, vậy thì chú cũng không cần tự giới thiệu nữa. Chàng trai, xưng hô sao đi? Con tên Long Cảnh Phong. Chú kêu con á là Long thì được rồi. Long Cảnh Phong. Wow, cái tên này hay quá, rất có khí phách. Ba con đặt hả? Đi tới đâu phá tới đó mới đúng đó. Đúng rồi, chú vừa mới dọn lên căn phòng nhỏ ở trên sân thượng. Hay là con với chú lên đó tha hồ phá nha. Được đó nha. Thì thôi. Wow. Con làm như vậy, kêu gì đợi con cả buổi, để con làm thầy bắt ma hả? Dì Tư, mình vô trong đó, lát nữa có chuyện gì con sẽ bảo vệ cho dì. Kim Thành An à, ông nói với con nhiều lần lắm rồi, đồ ăn không được lấy đi chơi đâu. Đưa đây, cho ông làm đồ ăn, nhanh lên. Nhanh lên đi. Đừng mà. Ông ngoại à, hả? Ông có thấy ông chú không vậy? Chiều nay ông chú mới về nhà đó. Ông về rồi sao? Sao ông nói cho ông biết vậy? Ê, không biết có đủ đồ ăn nữa hay không đây. Sớm biết thì mua thêm rồi. Còn nữa, cởi cái áo đó ra đi, đừng có bày trò như vậy nữa có được không? Ông Nhân ơi, về rồi đó hả? Dạ anh hai. Vậy thì xuống ăn cơm nghe em. Được, có cơm ăn em tới liền. Ăn cơm thôi. Anh hai, thời trang của thanh niên bây giờ em đúng là không theo kịp. Đúng là không hiểu được. Ông kêu con cởi cái áo đó ra rồi mà con làm cái gì vậy? Cũng đẹp mà. Trời ơi. Ông chú ba, hồi nãy ông ở trong căn phòng đó có nhìn thấy cái gì lạ hay không vậy? Có gì đâu, rộng rãi mát mẻ, em thích lắm. Chẳng lẽ